Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm canh tý. Ngày này là ngày bính ngọ tháng mậu tý năm canh tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cao Trần, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thiên hà thủy ngày bính ngọ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm thiên hà thủy kỷ tuổi canh tý mậu tý ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tý, bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục, xung với tý, hình ngọ, hình dậu, hại xỉu, phá mão và tuyệt hời. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi mậu tý, canh tý, bính tý tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao thiên quan, tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao giải thần, đại cát, tốt về việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày cũng có, gồm sao thiên ngục, xấu mọi việc, sao thiên hỏa, xấu về lập nhà cửa, sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao thiên tặc xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao hỏa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao phi ma sát, tai sát, kỵ giá thú, nhập trạch, sao ngủ hư, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây bắc, tài thần hướng chính đông. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung Tý ngọ mạo dậu cho nên bạn tuổi Tý đang có điểm báo có nhiều rắc rối đang chờ bạn trong ngày hôm nay không chỉ là về chuyện tình cảm mà có đường tài lộc của bạn cũng không được thuận lợi bạn mệnh tuổi Tý trong ngày thứ ba này sẽ có thể bị hiểu lầm nghi kỵ vì những chuyện mình không mong muốn đối phương không có đủ lòng tin ở nơi bạn vì thế mà đôi bên hết lần này tới lần khác sẽ ra sự tranh cãi khiến cho tình cảm có sự sứt mỉa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Đây là báo hiệu cho bạn tuổi Tý biết việc kiếm tiền của bạn trở nên khó khăn hơn khi cuối năm có biết bao nhiêu việc cần phải dùng đến tiền và với bạn tuổi Tý thậm chí có thể sẽ cảm thấy bế tắc vì túng thiếu về tiền bạc trong tay. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim kiếm tiền chẳng hề dễ dàng một chút nào. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tình cảm đôi bên sứt mỉa, hiểu lầm liên tiếp. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa thiếu lòng tin vào nhau, gây ra sự tranh cãi. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ có những sai lầm phải trả giá bằng tiền bạc, từ vi tuổi nham tý thuộc mộc, thiếu kiên trì thì chẳng thể nào thành công được. Về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có điểm báo dễ phải cạnh tranh khốc liệt để chiếm lấy trái tim của người mình yêu Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi xỉu cũng đang gặp ngày xỉu ngọa tương hại, có thể thần may mắn đang không đứng về phía bạn. Và với bạn tuổi xỉu trong ngày này, bạn đang gặp nhiều khó khăn trong việc chứng minh tình cảm chân thành của mình, nhân duyên đến không đúng lúc, dù gặp được đúng người thì cũng khó thành đôi, để lại nhiều núi tiếc cho tới sau này. Và trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu bạn lại đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh, nhắc nhở bạn mệnh tuổi Sửu đừng có quá buồn rầu mà hãy tập trung vào làm những công việc của mình. Công việc có thể giúp cho bạn quên đi nhiều phiền phức, rắc rối mà mình đang gặp phải. Và với bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay còn được cấp trên đánh giá cao vì bạn đang có được tinh thần trách nhiệm cao cho công việc của mình. Vai tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, công việc tiến triển tốt, đạt được nhiều thành công. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, tình duyên chưa thực sự vượng sắc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, có thể sẽ bị từ chối, tình cảm khá chi là phụ phàng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, cần phải mạnh mẽ để đứng dậy sau vấp ngã. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, hãy đặt mục tiêu cho mình trong từng thời điểm. Vài đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 5 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Mão tuổi Hợi Tử vi tuổi dần thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất, cho nên với bà tuổi dần dễ tìm được niềm vui đơn giản chỉ với những lời quan tâm nhô nhụa từ người mình yêu thương, tình yêu giữa hai người càng ngày càng lớn lên theo năm tháng. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, thần tài sẽ giúp đỡ cho bạn. Cho nên, cái việc kiếm tiền với bạn tuổi dần trong ngày hôm nay trở nên rất chi là thuận lợi, dễ dàng hơn nhiều. Bạn mệnh có thể thử sức với những lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô kinh doanh với mình trong ngày hôm nay cũng rất chi là thuận lợi. Với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có thần tài độ mệnh, cho nên cái việc cầu tài lộc, cầu danh cũng rất chi là tốt, bạn có được sự chủ động và may mắn. Và với bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, lợi nhuận thu về trong ngày hôm nay khá chi là lớn và bạn có thể yên tâm về tiền bạc. Tuy nhiên, với bạn tuổi dần cũng nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm để phòng khi bất trắc tránh việc bất ngờ có thể xảy ra với mình. Trong ngày này, đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang có được báo hiệu, có tin vui về tiền bạc, có thể là nhận được tiền lương, tiền thưởng, may mắn ngập tràn, xuất hành cũng thuận lợi, cầu tài lộc thì được như ý. Và bạn cũng đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam và tài thần, hướng chính Đông để tăng thêm vận may cho mình, tăng thêm tài lộc cho mình về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tình duyên vượng sắc đào hoa mở lối tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa tài khí vượng kiếm tiền dễ dàng tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán thuận lợi tử vi tuổi canh dần thuộc mộc tiền bạc ùn ùn đổ về nhà lợi nhuận tăng cao tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim tình cảm càng ngày càng sâu sắc hơn và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang cảm thấy thân thể mình rất chi là mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác người ấy chẳng hiểu cho những nỗi khổ tâm của mình. Ngày này đối với bạn tuổi mão, bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tương phá. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi mão đang có điểm báo có kẻ thứ ba đang chiên chân vào tình cảm của bạn, phá hoại tình cảm của hai người. Chẳng những như vậy, ngay cả công việc của bạn tuổi mão trong ngày hôm nay cũng không được suôn sẻ bởi bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cảnh báo về sự chạy mãn, thiếu tập trung khi làm việc khiến cho bạn tuổi mão phải trả giá đắt có lẽ với bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay chuyện tình cảm của bạn không được tốt ảnh hưởng tới tâm trạng của mình cho nên không quan tâm tới công việc mình đang phải làm bạn hãy cố gắng sốc lại tinh thần đừng để cho mình thua hoài thua mãi và bị trách móc như vậy nữa vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tình duyên trắc trở nhiều mối bận tâm tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa công việc khó khăn, không như mong đợi, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ cần phải bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc chớ nên tự cho mình là đúng mà phải tìm hiểu rõ ràng, tử vi tuổi quý mão thuộc kim dễ để cảm xúc lấn át hết lý trí. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho nên với bà tuổi thìn không thể hiểu được tại sao lại có kẻ tiểu nhân lại cố tình nhắm vào mình để lợi dụng mình. Bạn mệnh tuổi thìn vốn là người cả nể, chẳng muốn từ chối, cho nên chấp nhận lời đề nghị mà không biết được mình đang tự hại mình với bà tuổi thìn trong ngày thứ ba này dễ vướng phải họa thị phi khi mà bao nhiêu công sức mà bạn đã bỏ ra đều bị kẻ tiểu nhân nặng tay trên mà lấy mất trong khi đó bao nhiêu tiếng xấu thì bạn phải đứng ra gánh chịu hết hết oan ức lần này đến oan ức lần khác chẳng ai hay biết bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi thìn bạn lại đang gặp được ngày của họa dưỡng cho thổ vượng May mắn là với bạn tuổi thìn đang có được họ phương vững chắc, có người luôn tin tưởng và ủng hộ mình hết mình, bớt đi phần nào căng thẳng trước những biến cố dồn dập có người quản chống lưng cho bạn và với bà tuổi thìn bạn cần phải vững vàng hơn nữa Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tiểu nhân quá nhiễu gây bao rắc rối tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ thị phi bỏ vay mất hết tín nhiệm tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc có thể sẽ tìm được tình yêu bất ngờ tử vi tuổi canh thìn thuộc kim luôn có người đứng phía sau ủng hộ cho bạn tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy trong cái rủi vẫn luôn có cái may thường trực và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi giàu, tuổi thân. tử vi tuổi tỵ thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày tỵ họ tư hội. Cái điều này báo hiệu cho cái vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày hôm nay. Bạn trải qua một ngày khá chi là may mắn và có được những thành công. Bạn mệnh nếu còn độc thân thì trong ngày sẽ tìm thấy được một nửa kia phù hợp với mình. Và ngày này, đối với các cặp đôi thì tình yêu có được sự thăng hoa rực rỡ, có thể sẽ tạo thành bàn đạp cho đôi bên tính tới chuyện tương lai bền lâu hơn. Tình cảm bồi đắp theo năm tháng, đôi bên đều hiểu và thông cảm cho nhau mỗi khi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày này đối với bà tuổi tỵ bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài chứa mệnh, báo hiệu cái nguồn tài lộc của bạn tuổi tỵ đang đến rất gần và với bà tuổi tỵ trong ngày hôm nay được trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền khá chi là thuận lợi chỉ cần bạn nhanh nhạy một chút là tiền bạc ùn ùn sẽ đổ về túi chẳng gặp phải điều gì có trở ngại khó khăn với bạn trong ngày này với bà tuổi tỵ cũng đang có được báo hiệu tốt về tài lộc buôn bán đắt hàng liên quan tới hồ sơ giấy tờ cũng được hanh thông, ký kết hợp đồng hay là xuất hành cũng được như ý muốn. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, kiếm tiền dễ dàng nhờ vào sự may mắn, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tình duyên thắm sắc, dễ gặp được người ưng ý, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, nên mở lòng mình đón nhận tình yêu, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, cần tận dụng cơ hội để nhanh chóng phát tài, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, đừng có ngần ngại nhờ người giúp đỡ. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ trong ngày này, bạn rất có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của người thân để vượt qua những trở ngại về tâm lý, Ngày này đối với bạn tự ngọ, bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành, ngọ ngọ tự hình. Cái điều này ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng của bạn mệnh trong ngày hôm nay. Với bạn tự ngọ trong ngày thứ ba này, dễ cảm thấy bất lực và chán nạn với chính bản thân mình. Từ chối sự quan tâm, chăm sóc của những người xung quanh, bạn tự đẩy mình ra xa mọi người, muốn xa lánh với tất cả thế giới may là trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi ngọ bạn lại đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ cho nên với bạn tuổi ngọ vẫn có được nguồn thu nhập ổn định vững vàng từ công việc chính của mình bạn mệnh đảm bảo được công việc hoàn thành đúng tín độ chứ không tới mức phải bỏ bê tất cả và tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tinh thần sa sút dễ đưa ra quyết định sai lầm tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tiền bạc rộng rỉnh thoải mái chi tiêu tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, nên cân nhắc những chuyện cần phải làm tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ hãy thử chia sẻ tâm sự cùng với người thân tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc công việc tín chỉ tốt thu nhập được vững vàng về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. vi tuổi Mùi thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày Ngọ Mùi nhị hợp cho nên bạn tuổi Mùi đang có được báo hiệu con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay cực kỳ là may mắn với bạn tuổi mùi, bạn còn có được nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với những người khác phái. Nhờ thế mà khả năng thoát kiếp độc thân của bạn trong ngày hôm nay là rất cao. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi, bạn còn có thể có được cơ hội để thăng quan tín chức nữa. Quả là một ngày may mắn ngập tràn với bạn tuổi mùi. Tuy nhiên, bạn mệnh cũng đừng quên rằng phải giữ sự khiêm tốn với mình. Bạn có được thành công đó là nhờ vào sự phối hợp của đồng nghiệp, đừng vì mình hoàn thành công việc mà lên mặt. Chính quan xuất hiện, nhắc nhở bạn tuổi mùi cần phải có tinh thần trách nhiệm cao hơn, đừng có điêm con bỏ trợ như vậy. Về tử vi tuổi ất mùi, thuộc kim, tình duyên vượng sắc, có nhiều cơ hội kết đôi, tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, công việc tín trị tốt, được cấp trên ưu ái, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ nên có trách nhiệm cao hơn với công việc, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng cho rằng mình không thể làm được bất kỳ điều gì. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân đang gặp được ngày của thiên ấn chiếu mệnh cho nên bạn tuổi thân đang có được báo hiệu công việc của bạn có thể tìm được cách giải quyết vượt qua khó khăn lần này và với bạn tuổi thân bạn cần phải bình tĩnh để tìm đối sách đừng có ngại đi theo con đường mới bởi đó mới là cách thức phù hợp với công việc của bạn bây giờ Xét về quy luật ngũ hành trong ngày này đối với bà tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày có họa kim xung khác, Cho nên, với bà tuổi thân đang có điểm báo, có những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm gia đình, vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau, có thể chiến tranh lạnh sẽ xảy ra, không khí gia đình ngày càng căng thẳng với bạn. Và với bà tuổi thân, bạn nên gạt bớt cái tôi của mình xuống một chút, không phải mở lời trước là người thua cuộc. Bạn hãy nói lý lẽ cho người ấy hiểu, đừng có để cho mọi chuyện đi quá xa, khiến cho tình cảm của hai người không thể quay lại được. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tình cảm có thể xảy ra sự rạn nứt. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa cần hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ có những chuyện không thể vội vàng được. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc đừng có cố chấp mà để lỡ mất cơ hội từ vi tuổi nham thân thuộc kim hãy sáng tạo hết mức có thể trong khả năng của mình về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn tuổi dậu Từ vi tuổi Dậu thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu, đây là lúc mà bạn cần phải phát huy hết mọi năng lực của mình để phát triển sự nghiệp. Ngày này với bạn tự Dậu đang có được sự hỗ trợ của chính ấn chiếu mệnh tạo điều kiện cho bạn để thể hiện hết khả năng lãnh đạo của mình. Bạn mệnh tuổi dậu trong ngày hôm nay, hãy mạnh dạn làm theo những suy nghĩ của bản thân, đừng có lo lắng thái có. Bạn vẫn sẽ nhận được những lời khuyên bảo, góp ý chân thành từ những người xung quanh. Sai thì sửa, còn nếu không muốn sai thì chỉ có không làm mà thôi. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành tương xung. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Dậu đang có dấu hiệu không tốt trong chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Dậu có thể sẽ bủa bê việc gia đình, người thân vì những tham vọng trong công việc khiến cho tình cảm của bạn bị nhạt phai. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, đừng có mãi mê công việc mà bỏ bê gia đình, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, sự nghiệp tăng tín, đạt được nhiều thành công, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, thỏa mãn với những gì mình đã đạt được, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, có thể sẽ gặp được quý nhân trợ mệnh trong ngày, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, đừng có vội đưa ra bất kỳ nhận định nào khi bạn chưa rõ ràng. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi tuất, chùa chúng ta thấy là với bà tuổi tuất trong ngày này đang có được báo hiệu, đốn tin, hung cát đan xiên. Bạn mệnh tuổi tuất sẽ nhận được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, có người mang đến cho bạn hạnh phúc bất ngờ nữa luôn. Với bạn tuổi tuất, tình yêu đến ngay vào lúc bạn chẳng hề mong chờ, nhưng cuối cùng lại là thứ bạn thực sự cần. Bạn tuổi tuất bạn sẽ thấy được sức mạnh của tình yêu khi có được người ở bên vỗ về chia sẻ an ủi mình thì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bạn cũng cảm thấy rất chi là ấm lòng tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tuất bạn lại đang gặp ngày có thiên quan giáng họa cái điều này cho thấy với bà tuổi tuất rất dễ bị tiểu nhân gây khó dễ trong công việc cái điều này làm cho bà tuổi tuất khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian quy định. Điều này sẽ mang tới cho bạn khá nhiều rắc rối nữa. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, tiểu nhân tìm cách phá hoại công việc. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ, dễ cảm thấy bất ngờ khi tình yêu tới. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc nên cố gắng để vượt qua thử thách trước mắt. Từ vi tuổi canh tuất của Kim đừng có từ chối khi tình yêu đã gõ cửa trái tim. Từ vi tuổi nham tuất thuộc thủy có những điều bạn cần phải học cách lãng quên. Về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hỏi thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi hỏi, chua chúng ta thấy là với bà tuổi hỏi đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Hợi đang có được những bước tiến rất chi là vững chắc. Tuy không tiến quá nhanh nhưng bạn mệnh cảm thấy hài lòng với điều đó và với bà tuổi Hợi không muốn mình phải nhanh rồi phải vấp ngã. Ngày này đối với bà tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày có hỏa Thủy bất dung. Đây là dấu hiệu cho thấy với bà tuổi Hợi đang trở nên cố chấp và mong muốn đối phương phải làm mọi việc theo ý của mình bạn áp đặt suy nghĩ của mình cho người ấy mà không quan tâm tới cảm xúc của đối phương. Và với bà tuổi hợi trong ngày này, bạn nên học cách lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu cho đối phương. Ai cũng có chính kín, có lý lẽ riêng của mình. Và với bà tuổi hợi, điều mà bạn cho là đúng chưa chắc đã đúng với tất cả mọi người. Chính vì thế mà đừng có căng thẳng về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tình yêu chẳng ai muốn tan vỡ tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tự chủ và độc lập trong công việc tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc cần dừng việc áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác tử vi tuổi tân hợi thuộc kim mau thuận bùng nổ khi không có tiếng nói chung tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy có nhiều chuyện khiến cho đôi bên dễ sinh ra hiểu lầm về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại